Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hải Đường TV và hôm nay hãy cùng mình Hải Đường đến từ Sun Home, chúng ta khám phá một căn hộ duplex tại Empire City, thành phố Đế Vương, một dự án rất là nổi tiếng và là một cái công trình biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh, nằm tại khu đô thị Thủ Thiêm, nằm kế bên hầm Thủ Thiêm nha mọi người. Mọi người có thể thấy được Empire City từ bên quận nhất nhìn sang Thủ Thiêm. Và hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá một căn duplex có diện tích là 245m² với giá bán chỉ 66 tỷ và đây là một trong những căn duplex cũng như một bất động sản đầu tư rất là tốt nha anh chị các bạn. Và hãy cùng mình khám phá căn duplex này hôm nay nha. Thì ở đây các bạn thể thấy là khi mới bước vào nhà chúng ta sẽ có một đại sảnh, đây là không gian phòng khách kết nối trực tiếp với không gian nhà bếp. Các bạn thể thấy ha, phía bên đây là không gian nhà bếp nè. Và tất cả các cái không gian của phòng khách chúng ta sẽ có một khẩu kính rất là lớn để nhìn ra ngoài cũng như là để tối ưu lấy nắng ánh sáng từ bên ngoài vào. Và chúng ta có một hệ cửa rất là chất lượng ở đây nha các bạn. Rồi mời mọi người ra khám phá không gian ban công bên ngoài nha. Thì mọi người có thể thấy là không gian ban công bên ngoài chúng ta có một diện tích sân vườn khá lớn. Ở đây chúng ta có thể có được những cái không gian để trồng cây này, sân vườn ở đây thì chúng ta có thể làm BBQ. Và đặc biệt là đây là tòa cốp tại Empire City, chúng ta thấy cực kỳ gần sông, chúng ta chỉ cách sông đâu đó khoảng có mấy chục mét thôi, nên không khí ở đây cực kỳ mát. Và phía bên đây là chúng ta sẽ có không gian view trực tiếp về không gian quận nhất nữa các bạn. Chúng ta sẽ có các công trình biểu tượng như Bitexco này, tòa nhà Vietcombank. Và đây là cái gọi là một cái không gian, một cái tầm view đắt giá nhất của Empire City, đó là tầm view pháo hoa mỗi dịp Tết, mỗi dịp lễ. Thì mỗi dịp Tết, mỗi dịp lễ chúng ta sẽ có thể ngồi đây cùng gia đình quây quần và ngắm pháo bông, ngắm pháo hoa ngay hầm Thủ Thiêm phía này, cực kỳ đẹp anh chị các bạn. Và diện tích sân vườn ở đây cũng rất là rộng, chúng ta còn có một khoảng sân vườn chỗ này nữa. Sân vườn chỗ này chúng ta có thể để được cái máy chạy bộ cũng rất là lý tưởng. Buổi sáng ra đây chúng ta có cái máy chạy bộ và vừa chạy bộ vừa hít thở không khí trong lành từ sông vào, rất là lý tưởng. Rồi các bạn có thể thấy cái khẩu kính của Empire City là kính Louis và chúng ta sẽ có thể cản được tia UV, rồi chúng ta cũng bên ngoài không thể nhìn vô bên trong nhà chúng ta được nha anh chị các bạn. Rồi mời mọi người vào trong nhà. Bước vào trong nhà chúng ta có khoảng không này rất là rộng đúng không anh chị các bạn. Nếu mà anh chị các bạn nào mà decor thiết kế chỗ này lên thì mình nghĩ nó sẽ rất là đẹp, bước vào nhà sẽ rất là ấn tượng luôn. Rồi phía đây chúng ta có không gian nhà bếp được thiết kế rất là rộng. Và chủ đầu tư Empire City thiết kế những tấm đá marble này với tông màu xanh, xanh ngọc bích, nó giống tương tự như đá cẩm thạch vậy, rất là đẹp các bạn. Và chủ đầu tư đã bàn giao đầy đủ cái trang thiết bị nhà bếp, chúng ta có máy hút mùi này, chúng ta có bếp, chúng ta có hệ thống bồn và có những cái khoảng không để chừa để tủ lạnh thế này. Không gian bếp cũng rất là lý tưởng để có thể chúng ta sẽ có hai đầu bếp hoặc là người giúp việc sơ chế đồ ăn ở đây, cũng rất là lý tưởng các bạn. Rồi không gian nhà bếp chúng ta sẽ có không gian bếp khô, bếp ướt, nhưng mà bếp chính và bếp phụ thì không gian bếp chính ở đây, còn không gian bếp phụ sẽ ở bên này để sơ chế đồ ăn nha mọi người. Rồi mời mọi người vào đây. Thì không gian bếp phụ chúng ta cũng có bếp và chúng ta có bồn rửa ở đây. Phía đây chúng ta có một nhà kho nè, có một nhà vệ sinh dành cho người giúp việc cũng như là người đầu bếp sơ chế đồ ăn. Và đặc biệt một không gian rất là lý tưởng và đặc biệt mà mình ít thấy dự án nào có, đó là chúng ta sẽ có hai lối vào nhà, lối cửa chính và đây là lối cửa phụ để chúng ta có thể đi ra phòng rác nè, phòng lối thoát hiểm nè ha mọi người. Đó. Nhưng mà nói là cửa phụ thôi nhưng mà chúng ta có một tầm view vị trí cũng rất là đẹp nha mọi người. Và mọi người để thấy ở đây chúng ta có ban công kính nè. Chúng ta có một tấm kính rất là lớn và chúng ta view vào nội khu của phân khu The Cove. Thì mọi người thấy cũng rất là lý tưởng ha. Và đặc biệt là chúng ta thấy được cái kiến trúc của Empire City làm rất là đẹp. Rồi mời mọi người chúng ta tiếp tục khám phá trong nhà nhé. Và đây là không gian duplex thì chúng ta sẽ còn không gian ở một tầng trên thì sẽ là không gian phòng ngủ nha mọi người. Khi mà bước vào nhà thì chúng ta cũng sẽ có không gian là một nhà kho ở đây, một nhà vệ sinh dành cho phòng khách và một cầu thang để chúng ta đi lên lầu. Rồi mời mọi người cùng khám phá trên lầu nha. Các bạn có thể thấy là tất cả các cái sàn nhà tại The Cove đều được ốp gỗ
tự nhiên và cũng như là cầu thang thì được ốp đá marble. Trên này chúng ta sẽ được thiết kế làm 3 phòng ngủ. Và 3 phòng ngủ này sẽ là 3 phòng ngủ xếp theo layout ngang. Thì mọi người thấy là 1 phòng ngủ này, 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ. Tất cả đều có tầm view ra ngoài rất là đẹp. Mời mọi người. Wow, mọi người thấy không? Bước vào phòng ngủ master chúng ta sẽ có cái tấm kính lớn ở đây để view ra ngoài, cũng như là cửa sổ có thể mở được 45 độ để lấy không khí, gió từ bên ngoài vào. Và chúng ta có tầm view rất là đẹp về trung tâm quận nhất. Phòng ngủ chúng ta thì thiết kế cái bề ngang nó không quá rộng nhưng mà nó tương đối dài để chúng ta có thể thiết kế được không gian phòng ngủ, giường ngủ master ở đây và một số không gian làm việc. Bước vào đây thì chúng ta sẽ có một không gian là phòng thay đồ ấy mọi người. Và chúng ta có những cái kiểu lùa rất là đẹp, rất là lý tưởng. Mọi người có thể thấy ha, những cái kiểu lùa này rất là tiết kiệm diện tích cũng như là thiết kế nó rất là riêng tư, riêng biệt. Rồi đây là không gian chúng ta thay đồ ha, treo quần áo. Và trước giống như bước vào nhà chúng ta sẽ thay đồ xong chúng ta sẽ vào không gian thư giãn. Thì đây chúng ta có phòng tắm đứng nè, phòng vệ sinh. Và chúng ta có cái hai cái lavabo ở đây dành cho hai người, cũng rất là lý tưởng, thiết kế rất là tinh tế. Và đặc biệt ở đây chúng ta có một không gian có một chiếc bồn tắm lớn dài mà chúng ta có một cái tầm view thoáng ra ngoài nếu mà chúng ta muốn nhìn ra ngoài, còn không chúng ta thể kéo xuống. Và chủ đầu tư thiết kế rất là lý tưởng các bạn, mọi người coi chỗ này nè, chủ đầu tư ốp những cái gỗ này cảm giác cái không gian nó hơi châu Á một chút xíu ha, nó hơi giống cái không gian có Shiba, có Nhật đó ha mọi người ha, cũng rất hay. Chủ đầu tư thiết kế rất là tinh tế từng cái đường nét nhỏ. Và bồn tắm chúng ta là bồn tắm dài nằm rất là thoải mái. Rồi mà mọi người khám phá các không gian phòng khác ha. Và có một điểm đặc biệt đó mọi người, cánh cửa này nó chính là một cái gương luôn mọi người, để chúng ta thay đồ đó. Rất là hay. Rồi mời mọi người khám phá không gian tiếp theo. Thì bên đây chúng ta còn hai phòng ngủ nữa nha. Ở bên đây chúng ta còn một phòng ngủ nè. Và các phòng ngủ đều được thiết kế với nhà vệ sinh riêng biệt. Thì đây là căn duplex chúng ta sẽ có 5 nhà vệ sinh mà dành cho 3 phòng ngủ. Ở dưới là phòng khách và nhà bếp sẽ có 2 nhà vệ sinh. Ở trên mỗi phòng ngủ sẽ có nhà vệ sinh nha. Đó, chúng ta có hệ thống cửa lùa, tủ. Rồi đặc biệt là tất cả các cái thiết kế về máy lạnh tại Empire City đều là máy lạnh. Chúng ta sẽ là máy lạnh âm trần và chúng ta sẽ phà cái hơi lạnh vậy nè, nó sẽ phà ngang đây, chúng ta sẽ không bị lạnh đầu như ở bên Vinpason á, khu mà mình đang đặt văn phòng thì lúc trước là chủ đầu tư thiết kế máy lạnh nó hơi phà trực tiếp xuống đầu mình á, đôi khi mình sẽ làm mình hơi khó chịu. Rồi mời mọi người tiếp phòng ngủ cuối cùng. Rồi đặc biệt mọi người thấy ở đây chúng ta cũng có không gian rất là lớn, có thể làm ở đây làm không gian bàn làm việc cũng được ha, làm một không gian kệ sách hay là kệ trưng bày đồ lưu niệm ở đây cũng rất là đẹp, rất là lý tưởng. Chúng ta có cái không gian giống như không gian nghỉ ở đây rất là hay. Rồi mời mọi người vào trong này thì chúng ta có một phòng ngủ cuối cùng, và phòng ngủ này cũng có tầm view cực kỳ đẹp ra bên ngoài nha mọi người. Và chúng ta thể đây chúng ta có thể nhìn xuống khoảng sân vườn bên dưới cũng như là nhìn ngắm sông Sài Gòn, công viên bờ sông và nhìn về trung tâm quận nhất. Cảm ơn các bạn đã cùng Hải Đường khám phá căn hộ duplex tại tòa Cốp thuộc dự án Empire City đang được rao bán với mức giá là 66 tỷ all in, và đây là căn hộ xuất SBA, nghĩa là người nước ngoài có thể mua và đứng tên. Và hiện tại Sun Home đang phân phối các bất động sản tại khu vực trung tâm Sài Gòn như Empire City nè, The Metropole nè, Vinhome Bason, Grand Marina và The River. Nếu anh chị nào đang có nhu cầu sở hữu các bất động sản cao cấp tại khu vực trung tâm thì có thể liên hệ cho Hải Đường và đội ngũ Sun Home để có thể hỗ trợ anh chị tìm được những cái bất động sản phù hợp với nhu cầu của mình nha. Cảm ơn anh chị các bạn. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong một thời gian ngắn sắp tới để chúng ta có thể đi xem những cái căn hộ phù hợp. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.